Tổng Bí thư Tô Lâm đưa Bạch Long Vĩ trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời, tổ quốc. Sáng ngày 14 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng đoàn công tác của Trung ương Đảng tới thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Cùng dự làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương các lực lượng vũ trang. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt, sự tiếp đón chu đáo của đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến với Bạch Long Vĩ, một chuyến thăm mà cá nhân ông mong muốn từ lâu. Tổng Bí thư biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng như toàn thể nhân dân trong 31 năm qua kể từ ngày thành lập, đã đưa nơi đây từ một hòn đảo hoang vu, cằn cỗi thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống, bến tàu, cầu cảng tấp nập, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện. Tổng Bí thư chỉ rõ, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì vậy, từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời ta trên vịnh Bắc Bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch như tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư gợi mở, Hải Phòng cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái để có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng như hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình hạ tầng nghề cá, chống biến đổi khí hậu, nước biển dân, nơi tránh trú bão, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặt ra yêu cầu trong thời gian tới cần kiến tạo sức sống mới cho đảo Bạch Long Vĩ, trong đó cần tiếp tục trồng cây xanh, xây hồ trữ nước ngọt, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của biển đảo, cần đưa thêm lực lượng tình nguyện, thu hút giáo viên, bác sĩ đến đảo lập nghiệp, gia cường các nền tảng xã hội, không ngừng củng cố mối đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên đảo. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế biển đảo Bạch Long Vĩ cần bám sát nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quyết tâm xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực phía Bắc, phát triển du lịch nghỉ dưỡng trên đảo.